bán chè gì rồi bán cối đâm tiêu tùm lum tà la gì thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ở đây đang là con đường Cách mạng tháng 8, Đức Mẹ Maria đấy, rất đẹp nhé. Và mình thấy ở đây thì mình thấy ở đây là nếu mà mình uống nước lịch sự hơn ở ở chùa là ly xài có một lần thôi, ly xài có một lần. Đây chúng ta có thể đi lối này cũng được, và mình đi xuống dưới để mình quay được toàn cảnh cho cô bác anh chị chúng ta coi. Rất là tình. Đợt Noel thì Tuấn Dương cũng có đến đây rồi, mình cũng có quay clip để nói chung những cái nơi mà người ta trang trí Noel đẹp đó thì Tuấn Dương có quay. Đây nhà thờ Chánh Tòa Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương này các bạn này, nhà thờ Phú Cường. Toàn cảnh cái ngôi trường đây. Kiến trúc rất là đẹp. Đây các bạn nhìn bên ngoài này, còn có những các cái bức tranh bằng gốm. Ở đây cũng là di tích lịch sử được cấp được xếp hạng. Đó. Cái này ở bảng đây nó có cái chữ là gì ta? Từ năm 1901 nhé các bạn. Đấy, và trường Mỹ thuật văn hóa Bình Dương. Thưa quý cô bác anh chị, tạm biệt ngôi chùa Tây Tạng. Bây giờ Tuấn Dương đang có mặt trên con đường Thích Quảng Đức, thì mình sẽ đi về phía chùa Bà và nhà thờ Chánh Tòa Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, để chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh về thành phố Thủ Dầu Một ngày nay. Thì thưa các cô bác anh chị là đối với rất là nhiều các cái tỉnh thành phố ở trong khu vực phía Nam này đó, thì chỉ có những cái thành phố lớn mới phát triển, và hoặc là những cái gọi là thị xã thành phố trực thuộc tỉnh thì đường xá này, cơ sở hạ tầng mới tốt. Chứ còn một số tỉnh khi Tuấn Dương đi đó, đâu đó người ta vẫn còn đường đất, đường đá, chứ chưa có được đường chảy nhựa đâu. Còn Bình Dương thì đây là một cái nơi mà tập trung rất là nhiều người Hoa. Ở đây các bạn nhìn này, cái số 307 Thích Quảng Đức là hội quán Triều Châu, hội quán của những người Triều Châu bên Việt Nam Bình Dương này đó. Họ định cư thì họ lập lên những các cái hội quán, và cái lễ rước kiệu chùa Bà các bạn cũng là một cái nơi mà mình thấy rất là vui. Đây chúng ta sẽ đi qua khúc công viên Phú Cường nhé. Công viên Phú Cường thì nằm ở phía bên tay trái của quý vị. Có điều ở những cái thành phố này không có dành cho khách du lịch nhiều, nên là những các cái khu ví dụ như là vệ sinh công cộng này, những các cái dịch vụ tiện ích khác ấy, nó chưa được nhiều, mà chủ yếu là phục vụ của người dân ăn uống vui chơi sinh hoạt thôi.
mà các cái khu công viên này đó mình thấy cũng chưa thấy có cái bãi giữ xe. Rồi đây chúng ta sẽ quẹo lại. Ở bên tay trái của cô chú anh chị là công viên Phú Cường. Đây là đường Trần Tử Bình này. Rồi, trước mặt chúng ta là con đường Hùng Vương. Đây, xe máy đèn đỏ, xe máy được phép quẹo trái. Khúc này thì công trường đang thi công. Họ phong tỏa công trường đang thi công thôi, chắc phải đi lối khác vậy. Rồi chúng ta sẽ đi ra con đường Cách Mạng Tháng 8. Đây, công viên Phú Cường đấy các bạn. Đang là con đường Hùng Vương. Đây, cái bảng này là cấm dừng và đỗ xe ngày chẵn. Nhà cửa thì cũng mọc lên san sát, cũng có buôn bán này nọ. Đây, chúng ta đang đi trên con đường Hùng Vương. Thì đi qua đây các bạn sẽ gặp đường Hùng Vương cắt với con đường Bà Triệu. Rồi bên tay phải này thưa các bạn là đây là nhà, tòa nhà truyền thống. Đây, cô bác anh chị nhìn, đây là nhà truyền thống của thành phố Thủ Dầu Một. Ngói thì họ lợp cái mái ngói kiểu ngói âm dương. Còn đây các bạn nhìn, đây là phía trước, đây mình sẽ đi ra là chợ Thủ Dầu Một này. Đây, chợ Thủ Dầu Một là cô chú anh chị nhìn. Ở phía sau cái chợ Thủ Dầu Một này đó là chợ Đồng Hồ. Đấy. Ai về chợ Thủ mua hũ, mua me, mua gì đấy, bán chè gì rồi, bán cối đâm tiêu tùm lum tà la gì đó các bạn. Thì mình sẽ quay cái cảnh quan ở khu vực này cho cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Rồi chúng ta sẽ đi về phía khu nhà thờ chánh tòa. Đây các bạn nhìn này, cái căn nhà truyền thống trông cũng rất là đẹp nhé. Tuy là bây giờ lâu năm rồi nhưng mà trông vẫn còn khá là hiện đại. Rồi đi tiếp. Rất là mát mẻ. Đó, đó, đó. À, chuyển.
ở phía đằng kia các bạn này, đây này tút rồi, trong này cũng có cái nhà vệ sinh. Đó, có những cái bạn mặc áo dài rất là đẹp đây, khách du lịch mặc áo dài đẹp đi chơi chụp hình đấy, mà bây giờ đi giải quyết nỗi buồn tìm khá là khó, nó khuất tút ở trong này các bạn ạ. Mình đi du lịch thì mình rất là quan tâm đến những các cái chỗ mà gọi là giải quyết nỗi buồn, gửi tình yêu vào đất. Ăn uống mà không tìm được cái đầu ra thì hơi bị mệt đấy. Ở đây mình đang có mặt ở đường Trần Hưng Đạo nha các bạn. Ở đây họ vẫn còn bán bánh trung thu này, vẫn còn bán bánh trung thu, giờ hết trung thu đấy. Hôm nay là ngày 1 rồi mà vẫn còn bán bánh trung thu, có nghĩa là được. Ôi trời, té kìa, xe gắn máy đi mày yếu cái té luôn, may mà em bé không việc sao. Đây trước mặt cô chú là anh chị á, là nhà thờ chánh tòa thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và đây đang là con đường Cách mạng tháng 8. Đây là nhà thờ chánh tòa này các bạn này. Ở đây đường Trần Hưng Đạo cắt với Cách mạng tháng 8. Rồi bên kia thì là chùa bà Bình Dương này. Ngày hôm nay là ngày mùng 1 nên khá đông. Đây mặt trước của chùa bà các bạn này. Đây, trước mặt chúng ta đang là ngôi chùa bà đó. Ở đây đang là đường Cách mạng tháng 8 thuộc phường Phú Cường. Đây, Tuấn Dương sẽ dừng lại ở trước cổng chùa. Đây các bạn nhìn thì chùa người ta cũng bố trí lối vào rồi lối ra. Đây là chùa bà, nhưng mà thấy thì chùa bà có vẻ như là không đông như là cái ngôi chùa Tây Tạng hồi nãy. Ai ăn thì đứng xếp hàng rồi các cô thảy ra rồi mình lấy mình ăn, thì mình tự kiếm bàn mình ngồi nhé. Đũa muỗng các thứ thì mình ăn ở đây, mình lấy ở đây. Còn ai muốn ăn cơm thì qua đây. Cơm thì cũng có canh, đồ chay. Các cô sẽ xếp ở đây, mọi người cứ đi theo thứ tự. Chào cô. Ai ăn thì tự bưng rồi mang qua bàn bên ngoài kia ngồi.
đây chắc cũng cỡ quá trời đông luôn này. Đây các bạn nhìn này, mọi người ngồi hết ở đây, có 6 dãy bàn nhé, rất là đây có cả chương trình văn nghệ nữa các thầy. Đấy, ai ăn đồ chay thì vô đây ăn, rồi đây các thầy sẽ lát xíu chắc là có những các cái chương trình văn nghệ. Đây cũng thấy có các bạn ấy mặc trang phục rất là đẹp. Đó, ai ăn uống thì ở dưới, còn ra là ở đây thì nhà chùa có để máy quay phim để nhận độc quyền cho nhà chùa thôi, còn mình thì thôi mình sẽ đi ra phía bên ngoài nhé. Ăn uống thì sẽ ăn ở bên ngoài này. À, đây chùa Bà Bình Dương nhé. Bên ngoài thì người ta cũng bán chim cò phóng sanh các kiểu. Rồi mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi vô nhà thờ chánh tòa Phú Cường. Đây khúc này là đường bác sĩ Giặc Xin. Nhà thờ thì rất là rộng nha các bạn. Đây là mình đang có mặt ở cổng chính của nhà thờ. À, thì khi đi vào các bạn thì cái dãy phía bên tay phải này là cái khu nhà khách này. À, rồi cái khu nhà sách Thánh Tâm là chuyên bán tượng rồi các cái loại sách để kinh thánh. Đây mình thấy cha rồi các sơ rồi các bé đang sau khi mà làm lễ xong thì mọi người sẽ đi lấy xe để ra về. Các anh chị nhìn này, tượng Đức Mẹ Maria này, rất đẹp nhé. Và mình thấy ở đây thì mình thấy ở đây là nếu mà mình uống nước lịch sự hơn ở chùa là ly xài có một lần thôi. Ly thì xài có một lần. Đây chúng ta có thể đi lối này cũng được, và mình đi xuống dưới để mình quay được toàn cảnh cho cô bác anh chị chúng ta coi. Cảnh thì rất là tình. Đợt Noel thì Tuấn Dương cũng có đến đây, rồi mình cũng có quay clip để nói chung những cái nơi mà người ta trang trí Noel đẹp đó thì Tuấn Dương có quay. Đây nhà thờ Chánh Tòa Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương này các bạn này, nhà thờ Phú Cường. Thank you.
Đây là bên hông của nhà thờ nữa các bạn này. Nói chung theo như Tuấn Dương thấy thì nhà thờ ở đây rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Rồi đây, giờ chúng ta sẽ quay lại nhé. Mình sẽ chỉ cho các bạn biết là cái khúc này thì trời ơi, rộng và đẹp chưa? Đây, cô ba anh chị nhìn này. Đó, đây là phía bên trong. Mình ở bên ngoài nó sáng và trong thì nó tối, hơi bị ngược sáng á các bạn. Rồi, chúng ta đi tiếp. Đây thỉnh thoảng có những cái chiếc xe hơi chiếc xe này là quay đầu. Nước là cái ly xài có một lần đấy. Còn ở chùa là cái ca cứ xài hoài. Ở đây các bạn nhìn này, mình uống nước thì mình uống ở đây. Và có để cái ly, ly xài có một lần đấy nhá. Cái ly nó cứ đẩy đẩy lên, xài có một lần đấy. Rồi, chúng ta đi ra ngoài nhé các bạn. Đây cũng có những cái người về đi lễ nhà thờ. Nói chung giáo dân thì ở khắp nơi trên toàn thế giới. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi về phía chợ nha các bạn. Chợ Thủ Dầu Một. Đây đang là con đường Trần Hưng Đạo. Thì đôi khi cứ quay hoài ở khu quay hoài ở Sài Gòn thì cô bác cũng thấy chán, thì cứ đi tới đi lui, quay ở các nơi cho cô chú anh chị chúng ta coi. Thì đây các bạn, đây đang là đường Lê Lợi này. Rồi, trước mặt chúng ta đây là chợ Thủ Dầu Một. Rồi đi thẳng đây thì chúng ta ra thì sẽ gặp là công viên bến gọi là Hoa Viên Bạch Đằng. Đây chợ Thủ Dầu Một. Đấy. Rồi có cả cái chợ Đồng Hồ, chợ cũ nữa. Thì Tuấn Dương sẽ quay ở phía bên ngoài trước, rồi mình rảnh thì mình sẽ đi vô trong mình quay cho cô bác anh chị chúng ta coi. Có thể chiều nay thì vô trong chợ rồi quay cho các bạn coi. Còn bây giờ mình sẽ đi ở phía bên ngoài. Đây cái khúc này các bạn, đây gọi là chợ Đồng Hồ này. Thì cái ngôi chợ này là chợ cũ này. Đây là thuộc đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây mình cũng
thấy cô bác bán trái cây. Đây, trước mặt chúng ta là chợ Đồng Hồ đó. Rồi, trái cây rất là tươi ngon. Bán các loại bánh này. Bánh chè, rồi trái cây. Các loại trái cây, bông chôm, cam, táo, bon bon, con cút, bánh mì. Chung là cũng kinh doanh buôn bán đủ ngành nghề. Đây là cái chợ cũng khá là lớn. Đây, nếu mà đứng từ cái hướng này các bạn là chúng ta cũng sẽ nhìn được rõ cái tháp Đồng Hồ này. Đây, các bạn nhìn đấy, tháp Đồng Hồ. Đồng Hồ này giờ vẫn còn chạy nhé. Rồi đi ra ngoài thì là Hoa Viên Bạch Đằng. Đây, cái cổng này gọi là cổng số 8 này. Cổng 8 Đồng Hồ. Đây, quay để cô chú anh chị chúng ta nhìn rõ nhé. Cổng 8 Đồng Hồ. Ở đây là con đường bên tay trái của mình, nó ở đường Đoàn Trần Nghiệp. Đây, khu bên trong này thì cô bác bán đồ khô này, bán đồ khô, cá khô, tôm. Vắng khách nên là các bà nhiều khi vừa ngồi vừa nhắm mắt để chợp mắt buổi trưa. Chợ vắng quá trời luôn. Bên ngoài này thì gọi là Hoa Viên Bạch Đằng này các bạn này. Thì ở đây có một cái bến đò để đi qua sông. Thì Tuấn Dương cũng sẽ quay cái bến đò này cho cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Mình muốn qua bên kia là Sài Gòn đó, thì mình đi cái bến đò này. Đây, chúng ta đi muốn qua bên kia thì đi cái con đò này. Hình như giá vé đâu đó là chừng có vài ngàn một lượt đấy. Người như là 2.000, còn xe thì như là 5.000. Khi mà đủ khách đó, thì con đò này sẽ chạy qua bên kia. Thì cái bến đò bên kia thì các bạn được phóng lớn cho cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Đó, đằng kia kìa. Đó, xe tôi về quán. Đi không? Thì chờ thêm nữa, nói chung là mua vé thì bà con mình sẽ mua vé ở bên này. Đây, bà con mình sẽ mua vé ở đây. Đó, vừa vé xe, vé người. Đó, rồi chạy thẳng xuống phía dưới. Thì đi qua đây thì nó tiết kiệm được thời gian. Thay vì chúng ta phải đi qua cái cầu Phú Cường rồi đi vòng vòng. Đây, mới
mời cô chú anh chị chúng ta cùng nhìn lại cái ngôi chợ đồng hồ này. Thì theo cái kiến trúc của Pháp ngày xưa người ta xây cũng rất là đẹp, trên là mái tôn nó rất là dày. Đấy, và nhưng mà bây giờ có thêm một cái dãy phía bên ngoài này, chứ còn chợ đồng hồ là các bạn nhìn kìa, có cái lá cờ màu đỏ. Ngày xưa thì Pháp người ta làm rất là đẹp. Ở bên tay trái của mình là Hoa Viên Bạch Đằng. Đây, đường này cũng gọi là đường Bạch Đằng luôn nhé. Thì khúc này bán thịt cá. Buổi tối ở khu này thì cũng rất là đông. Nhưng mà bây giờ nó có một cái khu mới. Giờ Tuấn Dương sẽ đi ra cái khu mới, sau đó thì mình sẽ quay trở lại ngôi chợ Thủ Dầu Một này để mình quay cho cô bác anh chị chúng ta coi. Đây các bạn này, người ta gọi là Hoa Viên Bạch Đằng nhé. Hoa Viên Bạch Đằng. Đây Tuấn Dương sẽ đi tiếp một khúc để cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi. Ở đây cũng có cái nhà cổ này các bạn này. Nhà cổ nó rất là thấp. Số 18 Bạch Đằng. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ đi ra cho cô chú anh chị chúng ta coi một cái khu mới. Khu này thì rất là đẹp. Nó cũng gần cái trường mỹ thuật, hình như người ta gọi là trường mỹ thuật Đông Dương. Đây, clip này thì sẽ gửi tặng những bà con cô bác sống ở Bình Dương. Mình coi mình cũng sẽ biết thêm về thành phố Thủ Dầu Một ngày nay nó đã phát triển như thế nào. Đây là góc của đường Ngô Quyền cắt với đường Bạch Đằng này các bạn này. Thì cái ngôi trường đó đây. Đây ngày nay thì để Tuấn Dương qua bên đây nhé. Đây người ta gọi là trường trung cấp mỹ thuật văn hóa Bình Dương. Toàn cảnh cái ngôi trường đây. Trường này thì kiến trúc rất là đẹp. Đây các bạn nhìn bên ngoài này, còn có những các cái bức tranh bằng gốm. Ở đây cũng là di tích lịch sử được cấp được xếp hạng. Cái này ở bảng đây nó có cái chữ là gì ta? Từ năm 1901 nhé các bạn. Và trường mỹ thuật văn hóa Bình Dương. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo phải. Ở khúc này các bạn có một cái cây rất là to và mát này. Ngôi trường này nói chung là đẹp khỏi cái bàn rồi. Ở tới khúc này là công viên Bạch Đằng. Tầm này các bạn đi thì thấy nó nắng nóng và ít người, nhưng mà buổi tối thì rất là đông. Các bạn trẻ ở khắp nơi về đây chơi. Rồi đây, mình quay lại này. Trường Mỹ thuật Bình Dương.
các cái khuôn viên, rồi người ta làm bờ kè. Nói chung khúc này thì nhìn thì thấy là sẽ thoáng và đẹp hơn, thoáng và đẹp hơn công viên Bạch Đằng ở Sài Gòn. Rồi phía trong này các bạn là những cái tòa nhà cao tầng như cái khu thành phố mới ấy, nhìn rất đẹp nhé. Trong này toàn biệt thự không, biệt thự là nhà giàu quá. Đường N1, N2, những cái nhà này thì họ làm rất là đẹp, đều là biệt thự, có những các cái chỗ đậu xe, công viên. Đợt Tết mình cũng có lên đây mình quay, thì sau đó thì mình có mua cây kiểng ở đây. Cây kiểng đây thì người ta bán cũng rẻ hơn ở Sài Gòn. Ở qua trước mặt chúng ta đây là cái cây cầu vượt Phú Cường này. Và đây doanh trại quân đội. Không biết là cái trường này là gì, trường sĩ quan công binh, trường sĩ quan công binh, binh chủng công binh. Rồi chỗ này dưới là sông Bạch Đằng, người ta có rào kè lại, nhưng mà ví dụ như ở đây là những cái này là chúng ta có thể chỗ đó giống như khu vực quân sự ấy. Những các cái vũ khí khí tài người ta có thể thả xuống cái sông Sài Gòn này rồi đi. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ quay trở lại cái khu chợ Thủ Dầu Một nha các bạn. Ngày hôm nay thì đi quay cho cô chú anh chị biết những cái sự phát triển về các cái thành phố vệ tinh xung quanh Sài Gòn. Nếu mà cô chú quan tâm đến những các cái chủ đề này thì có thể comment để Tuấn Dương sẽ thu xếp thời gian để đi quay trong những cái lần tiếp theo. Và bên phải này là sông Sài Gòn này, thì mình sang bên kia là địa phận Sài Gòn rồi. Củ Chi rồi Hóc Môn, quận 12 gì đó là nó nằm bên kia. Thì bên kia thì cũng không phát triển như là bên Bình Dương đâu các bạn. Vì thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương thì phát triển hơn là các cái quận hoặc là các cái huyện. Ví dụ như Hóc Môn, Củ Chi thì so với Bình Dương thì chưa thể phát triển được bằng. Ở đây thì chúng ta chỉ đi qua cái cây cầu thôi, là cô bác sẽ gặp và đi qua cầu Phú Cường ấy, là mình sẽ tới Củ Chi. Đây. Gần khuôn viên của công viên các bạn cũng có những cái cây cổ thụ nhiều người ôm. Ta sẽ quay lại cái khu chợ Đồng Hồ nhé. Đây quán cà phê lấy tên cà phê hồi đó 1975. Đây, các bạn nhìn cũng có những cái ngôi nhà theo cái kiến trúc cũ này. Dương sẽ đi vô cái ngôi chợ Đồng Hồ nhé. Thì
chợ ở đây buổi chiều người ta sẽ bán quần áo. Đây, cái cổng này là cổng số 4 Đồng Hồ này. Bà con cũng bán rau củ quả các thứ. Chợ Đồng Hồ là tới chợ Thủ Dầu Một. Okay. Rồi chúng ta gặp con đường Nguyễn Thái Học. Đây thuộc phường Phú Cường. Video clip cũng khá dài. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để xem clip. Đây, lối đi vô chợ này. Kính chào quý khách. Chợ thỉnh thoảng đâu đó đã có một vài người, rất là vắng. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video clip tiếp theo. Nếu mà Tuấn Dương nghỉ ngơi chút xíu rồi lát rồi mình lát nữa thì mình sẽ vô chợ chơi. Quẹo phải, đây là đường Văn Công Khai này. Đây vẫn là thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Cô bác có cái cảm nhận gì về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì hãy để lại comment ở cái phần bình luận. Xin được hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.